Cho đây nha, mà đi trộn bữa nha. Đi cắt rồi, cho cắt này. Sao mày lại đeo ổng? Đi nó xì ăn chân. Ở đây mà. Không buổi lắm buổi quá mẹ ăn như thế à? Hai lần nó mới đều. Lấy cái xoa cho mẹ nào em. Cái xoa mẹ to to.
khác chứ nhỉ? Không. Được không? Không. Ở đây nhà mẹ ơi. Ra đề xong rồi là bánh như thế nào? Mà vẫn còn thừa em nè. Thử nha. Thank you.
thêm một cái nữa. Rồi. Vận chuyển gạch cho mẹ ấy nhờ. Rồi có nè. Múc nước rồi con.